muốn cái gì đây? Về đi, yêu làm chi, buông rồi đi đi người ơi. Đừng bận tâm thêm làm chi, thôi hoài nghi nhau nữa đi. Chẳng cần nói nữa làm gì, ai không tin ai nói dối. Chẳng lẽ cứ phải giận hờn khi chúng ta biết rằng yêu. Yêu đương thì ghen, ai chẳng ghen đâu người ơi. Rồi thì ghen, nhưng dù sao cũng phải cho nhau lý do. Đừng để đến lúc nhạt nhòa, yêu thương cho nhau cũng hết. Ừ thì cứ nói một lời, em muốn anh phải làm sao? Thật lòng em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Sao lại nhây nói thật nhiều như thế? Em muốn cái gì đây? Thật lòng em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Sao phải khiến anh luôn đau đầu như vậy? Tell me what you want. Vì em mà anh đây đã bỏ qua đi hết. Chẳng bận tâm về điều chi, về điều em đã nói. Vậy mà người cũng chắc có biết đâu, vội vàng hơn chắc ghé nhức đầu. Xem đi em mấy ai trên đời được như anh đây. Dù rằng mọi thứ tất cả sẽ qua, và rồi tình cảm ấy cũng sẽ nhòa. Em hãy nói đi một lời, em muốn anh phải làm sao? Em muốn gì đây, nói về anh này. Anh dẫn thêm câu trả lời, anh đã làm điều gì sai để khiến em như vậy? Em luôn sẵn hồn vô cớ, dù em biết rõ anh chỉ có em thôi. Đã bao lần anh bỏ qua một chuyện vì yêu mà sao em chẳng thể thay đổi? Anh luôn rơi vào trạng thái phát điên mỗi khi nghe những lời em nói. Em không tin anh sao, anh phải làm thế nào? Cứ như thế này rồi tình cảm sẽ nhạt phai nhạt, anh tự cảnh báo em muốn sao hả? Yêu đương thì ghen, ai chẳng ghen đâu người ơi. Rồi thì ghen, nhưng dù sao cũng phải cho nhau lý do. Đừng để đến lúc nhạt nhòa, yêu thương cho nhau cũng hết. Ừ thì cứ nói một lời, em muốn anh phải làm sao? Thật lòng em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Sao lại nhây nói thật nhiều như thế? Em muốn cái gì đây? Thật lòng em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Sao phải khiến anh luôn đau đầu như vậy? Tell me what you want. Vì em mà anh đây đã bỏ qua đi hết. Chẳng bận tâm về điều chi, về điều em đã nói. Vậy mà người cũng chắc có biết đâu, vội vàng hơn chắc ghé nhức đầu. Xem đi em mấy ai trên đời được như anh đây. Dù rằng mọi thứ tất cả sẽ qua, và rồi tình cảm ấy cũng sẽ nhòa. Em hãy nói đi một lời, em muốn anh phải làm sao? Em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Sao lại nhây nói thật nhiều như thế? Thật lòng em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Sao phải khiến anh luôn đau đầu như vậy? Em muốn cái gì đây?